Nghệ sĩ Lưu Thị nghẹn ngào tiễn biệt Tư Ết Văn Hường. Trong số những nghệ sĩ đến viếng danh ca vọng cổ hài Văn Hường, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy xúc động, nghẹn lời vì bà đã phải nói lời chia biệt với một đàn anh mà bà yêu quý. Vào tối ngày 10 tháng 12, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy đã đến viếng và thắp hương tiễn biệt danh ca vọng cổ hài Văn Hường. Bà đã nói lời chia buồn sâu sắc, gửi đến gia đình: "Đừng gọi anh là chú." Trong ký ức của bà từ năm 14 tuổi, chập chững vào nghề diễn viên, khi đó được ông Bảo Long, giám đốc công ty Kim Chung, cho đóng vai Tố Tâm theo hầu nàng Chúc Anh Đài trong vở Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, thì người theo hầu chàng thư sinh họ Lương chính là Thư Đồng do nghệ sĩ Văn Hường diễn. Dù lúc đó anh ấy còn trẻ, nhưng để một chùm râu nên tôi gọi là chú Hường. Lập tức anh ấy nói: "Đừng gọi anh là chú." Hai chúng tôi có một kỷ niệm khó quên của thời mới vào nghề, đó là đóng một cặp Đào Kép Phụ, rồi sau đó mỗi người đi mỗi ngã. Thỉnh thoảng gặp nhau, tôi lại quen miệng gọi là chú Hường, thì anh lại nói cái câu quen thuộc: "Đừng gọi anh là chú." Bà cho biết thêm, gần đây nhất là khi công ty Tượng Sáp Việt mời bà và ông đến xưởng để đo những chỉ số tại bức tượng sáp lưu tại Bảo tàng Tượng Sáp Việt đang triển lãm ở khu du lịch Suối Tiên. Bà gặp lại ông trong niềm vui của nghệ sĩ khi tuổi đã cao niên nhưng vẫn còn gắn bó với sân khấu. Anh giáo Văn Hường vui lắm, anh mừng khi gặp lại tôi. Bởi sau này khi nghệ sĩ nhân dân Minh Vương tổ chức buổi cà phê mỗi sáng cuối tuần để họp mặt những đồng nghiệp đã gắn bó với sân khấu Kim Chung, anh giáo Văn Hường có vài lần đến tham dự. Tôi vì bận đi diễn thường xuyên nên ít có dịp họp mặt. Anh giáo kể tôi nghe về khoảng thời gian sau này, đối mặt với nhiều căn bệnh già, anh đã không còn mở quán ca cổ tại nhà nữa vì sức khỏe không cho phép. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy xúc động kể: "Khó khăn người thay thế làng hơi ừ." Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy khẳng định, cho tới ngày hôm nay, dù có nhiều nghệ sĩ đi theo trường phái ca vọng cổ hài của danh ca Văn Hường, nhưng khó có ai mà thay thế làng hơi ừ. Khi xuống hò rất đặc biệt của ông, chúng tôi có chung một xuất phát điểm, cùng vào đoàn Kim Chung, cùng được thầy Viễn Châu chọn để khởi xướng hai thể loại tân cổ giao duyên và vọng cổ hài. Khi tôi ra mắt dĩa tân cổ giao duyên đầu tiên với bài Chàng Là Ai, nhạc của Nguyễn Hữu Thiết, lời ca cổ của Viễn Châu thì anh giáo Văn Hường sau đó ra mắt dĩa Tư Ết Đi Sài Gòn, cả hai chúng tôi đều nhớ ơn thầy Viễn Châu. Không có sự bứt phá sáng tạo là mới của ông thì chúng tôi không thể được công chúng yêu mến. Anh giáo thu hơn 200 bài vọng cổ hài thì tôi thời điểm đó góp phần với nhiều đồng nghiệp đưa tân cổ giao duyên đi vào đời sống với hàng trăm bài đã thu âm. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy nhắc lại, bà cũng chạnh lòng khi trong thời gian ngắn sân khấu cả Lương mất đi nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ với bà. Sao nghệ sĩ thành được là nghệ sĩ Thanh Phú, rồi Văn Hường, Hương Huyền, trước đó là nghệ sĩ Bảo Anh, dù nhỏ tuổi hơn bà cũng đã ra đi. Theo tin tự gia đình nghệ sĩ Văn Hường, tên thật là Nguyễn Văn Hường, sinh năm 1934 tại Mỹ Thành, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, đây là phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, đã trút hơi thở cuối cùng lúc 19 giờ ngày 7 tháng 12, thọ 90 tuổi. Ông nhập viện điều trị xuất huyết não cách đây hơn 10 ngày và mất tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ông bị bệnh già, được các con chăm sóc tại nhà riêng trong suốt thời gian qua. Năm 15 tuổi, nghệ sĩ Văn Hường bán hạt dưa ở rạp cải lương Nguyễn Văn Hảo, nên là rạp công nhân ở đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng giống như nhiều nghệ sĩ thời đó, từ một khán giả có năng khiếu ca hát, ông dấn thân vào sân khấu cải lương với mơ ước được làm kép chánh. Đó là giai đoạn quán Lợi Liễu nằm gần khu vực cầu Thị Nghè, thập niên 1960-1970 ra đời, trở thành điểm hẹn của người yêu thích ca cổ ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thời đó. Nghệ sĩ Văn Hường đã lăng la đến quán này để được lên sân khấu ca vọng cổ. Nghệ sĩ Lợi Liễu phát hiện anh thanh niên bán hộp dưa ca quá hay nên khoe với nhiều bạn tại quán. Tình cờ ông Bảy Câu bầu gánh hát Hoa Sang đến xem, nghe Văn Hường ca thấy thích nên gọi nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp khác đến cùng nghe để nhận xét, trong đó có soạn giả Viễn Châu. Theo lời tâm sự của soạn giả Viễn Châu, lúc ông còn sống, chính quan điểm tại sao bài vọng cổ có thể làm khán giả khóc mà không thể làm khán giả cười mà soạn giả Viễn Châu đã chế tác ra thể điệu vọng cổ hài để từ cách ca nội dung bài hát mang tính châm biếm thói hư tật xấu. Từ câu chuyện đó, soạn giả Viễn Châu sáng tác vọng cổ hài khởi nguồn cho trào lưu này đầu thập niên 1960. Người thể hiện bài Tư Ết Đi Sài Gòn đầu tiên chính là nghệ sĩ Văn Hường. Ông nổi danh như diều gặp gió. Năm 1972, ông hợp tác với Vua Ngâm Thơ Tàu Đàn của nghệ sĩ Thanh Hải, lập đàn hát riêng mang tên Thanh Hải Văn Hường. Sau ngày đất nước thống nhất, ông về cộng tác với đoàn cải lương
tập thể thống nhất Tây Ninh, rồi về Đoàn Cải Lương sống chung, Phước chung. Năm 1987, do tuổi cao, ông từ giã sân khấu về mở quán đơn ca tài tử Văn Hương tại phường Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức. Hẹn dĩa Việt Nam của bà Sáu Liên là nơi lưu trữ nhiều dĩa vọng cổ hài mà nghệ sĩ Văn Hương thể hiện. Sau thành công với việc thu âm 230 bài vọng cổ hài giai đoạn năm 1960-1970, thấy thị trường ưa chuộng thể điệu này, một số soạn nhạc khác đã bắt đầu sáng tác. Chính nghệ sĩ Văn Hương đã thu thêm khoảng 200 bài của nhiều cây bút sáng tác khác. Đó là giai đoạn khán thính giả thích nghe bài vọng cổ hài vì nó đi theo trào lưu gửi gắm sự lạc quan, lên án cái xấu, tiêu cực qua từng câu vọng cổ. Điều đáng quý hơn là từ nền tảng đó, nhiều nghệ sĩ đã biểu diễn vọng cổ hài, chọn thể loại này làm sở trường như nghệ sĩ nhân dân Giang Châu, nghệ sĩ ưu tú Phú Quý, nghệ sĩ Hầy Sa, Phân Chí Mỹ, Linh Trung, Dũng Nhí. Nghệ sĩ Văn Hường luôn kỳ vọng sẽ có nhà tài trợ tập hợp một tuyển tập vọng cổ hài. Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức tọa đàm, hội thảo đánh dấu bước ngoặt 75 năm ra đời và tồn tại của thời điểm này, để từ đó thúc đẩy giới sáng tác trẻ viết và yêu thích vọng cổ hài. Sau đó tổ chức cuộc thi riêng cho người yêu thích vọng cổ hài và quảng bá, tiếp tục làm cho thể loại này lan tỏa. Giai đoạn thành danh đã thôi thúc ông tập sáng tác, đó là giai đoạn trên sân khấu Đoàn Cải Lương Kim Chung, rồi sau này lập cánh với anh nghệ sĩ Thanh Hải. Ông đã sáng tác nhiều bài ca cổ hài và kịch bản cải lương hài. Trong sự nghiệp nghệ thuật, ông đã thể hiện nhiều bài vọng cổ hài nổi tiếng như Ba Ông Thầy Bói, Chó Mực Đầu Cáo, Đời Là Gì, vân vân. Cách đây không lâu, chương trình Mai Vàng Nhân Dân tổ chức với sự đồng hành của ngân hàng TMCB Nam Á đã đến thăm ông. Danh ca đã tặng cho đoạn bài Tư Ớt Đi Sài Gòn. Sự ra đi của một danh ca làm rạng danh bài vọng cổ hài đã để lại nhiều tiếc thương cho giới sân khấu và khán thính giả bồ điệu. Tang lễ của nghệ sĩ Văn Hương được tổ chức tại nhà riêng ở thành phố Thủ Đức, lễ nhập quan vào 6 giờ ngày 8 tháng 12, lễ đồng quan lúc 8 giờ ngày 11 tháng 12. Sau đó hỏa táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, thành phố Thủ Đức.